Mùa đông đến gần, các chiến dịch phản công ở Ukraine ngày càng khó khăn hơn do thời tiết ẩm ướt và địa hình bất lợi. Giữa lúc ấy, Ukraine và Nga nói gì về viễn cảnh giao tranh gay gắt ở chiến địa Kherson? Đáng chú ý, tạp chí Mỹ chỉ ra 5 dấu hiệu Nga đang chuẩn bị cho xung đột toàn diện. Tướng hàng đầu của nước NATO phản đối viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Theo truyền thông Nga, sẽ không còn văn hóa Nga, người dân Nga nếu Ukraine chiến thắng. Moscow khẳng định cuộc điều tra về UAV Iran ở Ukraine sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm ở Liên Hợp Quốc. Ở diễn biến khác, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ vì lợi ích đôi bên. Các ngoại trưởng ASEAN thảo luận về tiến trình hòa bình ở Myanmar. Liban khẳng định kỷ nguyên mới bắt đầu khi thỏa thuận lãnh hải với Israel được ký kết. Thái tử Samsung Lee Jae-yong được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn. Lợi nhuận công ty mẹ Google giảm 27%, dấy lên lo ngại về lạm phát. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Mở đầu chương trình sẽ là các diễn biến đáng chú ý về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thưa quý vị, theo The Guardian, ngày 27 tháng 10, viễn cảnh giao tranh đô thị gay gắt để giành quyền kiểm soát thành phố Kherson đang đến gần hơn. Trong khi đó, truyền thông Nga khẳng định là chưa thấy dấu hiệu Kiev sẽ phát động tấn công quy mô lớn ở thành phố chiến địa. Quân đội Ukraine đang chống trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nga ở hai thị trấn miền đông, trong khi binh sĩ phía nam sẵn sàng chiến đấu giành kiểm soát Kherson. Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết là chưa có dấu hiệu rằng lực lượng Nga chuẩn bị rút khỏi thành phố. Với Kherson, mọi thứ đã đều rõ ràng. Nga đang bổ sung, củng cố lực lượng ở đây, nghĩa là không ai chuẩn bị rút lui. Trận chiến nặng nề nhất sẽ diễn ra ở Kherson. Tờ Guardian trích lời ông Arestovich cho hay. Trong một bài phát biểu tối ngày 26 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là sẽ có tin tốt từ tiền tuyến, nhưng ông không nêu ra chi tiết, theo Reuters. Ông cũng không đề cập đến những gì đang xảy ra ở Kherson. Nhà lãnh đạo cũng mô tả chiến thuật mà Nga áp dụng tại hai thị trấn quan trọng ở khu vực phía đông Donbass là điên rồ. Giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra gần Avdiivka, ở ngoại ô Donetsk và khu vực Bakhmut, xa hơn về phía đông bắc. Nga nã pháo dồn dập nhất có thể. Theo Reuters, lực lượng Nga cũng đã nhiều lần cố giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nằm trên con đường chính dẫn đến thành phố Sloviansk và Kramatorsk do Ukraine kiểm soát. Về phía Nga, hãng tin Sputnik dẫn lời phó lãnh đạo khu vực Kherson Kirill Stremusov cho hay chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công quy mô lớn nhằm vào Kherson. Ông nói một lực lượng phòng thủ lãnh thổ đã được thành lập trong khu vực. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được xác minh độc lập. Theo Newsweek, những diễn biến gần đây ở Nga dường như cho thấy là Điện Kremlin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tổng lực. Sau 8 tháng phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, ngày 19 tháng 10 còn ám chỉ là cuộc giao tranh ở Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới. Ông nhấn mạnh mọi thứ sẽ khác. Hôm 26 tháng 10, tạp chí của Mỹ đã tổng hợp 5 dấu hiệu cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho xung đột toàn diện. Một, theo tờ Moscow Times, khoảng 40% nền kinh tế Nga được cho là đang trong tình trạng sẵn sàng cung cấp cho giao tranh. Hai, nhiều báo cáo cho thấy một số không gian ở Moscow và nhiều nơi khác đang được biến thành hầm trú bom. Kênh Telegram Khosh Moscow cho hay những người Nga sống ở phía bắc Moscow đang biến tầng hầm nhà họ thành hầm trú bom. Người dân địa phương còn nói rằng nệm và giường gấp đang được chuyển vào tầng hầm của các ngôi nhà. Hồi cuối tuần qua, thống đốc thành phố Sevastopol ở Crimea, ông Mikhail Dravojaev, cho biết trên Telegram rằng chính quyền địa phương dự định lắp các biển báo hướng dẫn đến các hầm trú bom ở lối vào các tòa nhà cao tầng. Các nơi trú ẩn có thể là tầng hầm các tòa nhà, vị quan chức nói thêm. Dấu hiệu thứ ba, Baja, một kênh Telegram của Nga, có liên kết chặt chẽ với cảnh sát địa phương nói rằng các nơi trú ẩn cũng được thiết lập tại nhiều bệnh viện và phòng khám ở Moscow. Tạp chí Newsweek tiếp tục chỉ ra dấu hiệu thứ tư, đó là theo kênh Baja, các sĩ quan cảnh sát Moscow đang tham gia huấn luyện bắn súng máy bên ngoài thành phố. Từ trước đến nay, chúng tôi luôn huấn luyện bắn súng, nhưng chỉ với súng lục và không đi ra khỏi thành phố. Hiện nhiều người đã đến bãi tập bắn súng máy, ném lựu đạn. Những người khác yêu cầu chuẩn bị cho các bài tập, bắt buộc phải tham gia, một cảnh sát nói với Baja. Và dấu hiệu cuối cùng, theo Newsweek, là Điện Kremlin và Hạ viện Nga đang chuẩn bị cho cuộc sơ tán khẩn cấp tiềm tàng. Hãng thông tấn nhà nước Interfax trích dẫn dịch vụ báo chí của cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết, cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày đã bắt đầu vào hôm 25 tháng 10, bao gồm việc ứng phó các mối đe dọa có tính chất cực đoan đối với quan chức. Krista Visnin, trợ lý tại chương trình quốc phòng và an ninh xuyên Đại Tây Dương của Trung tâm phân tích chính sách châu Âu, nói với Newsweek rằng những diễn biến gần đây cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một điều gì đó.
Bà nói Nga có thể đang chuẩn bị cho điều gì đó quyết liệt để thay đổi xung đột ở Ukraine. Hiện phía chính phủ Nga chưa đưa ra bình luận về bài báo của tạp chí Newsweek. Trước đó vào tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã ban lệnh tổng động viên một phần và chính thức sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga. Chủ nhân Điện Kremlin sau đó ban bố lệnh thiết quân luật tại các vùng lãnh thổ này. Đáng chú ý, kể từ ngày 10 tháng 10, Nga đã tấn công bằng vũ khí chính xác vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Giữa lúc giao tranh ác liệt, Nga dường như liên tục đưa ra thông điệp kêu gọi đàm phán. RT cho biết, hôm 25 tháng 10, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Mosta Sissoko Embalo cho biết là nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã yêu cầu ông chuyển thông điệp tới người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về tầm quan trọng của các cuộc đối thoại giữa Moscow và Kiev. Thông tin trên được ông Embalo tiết lộ trong cuộc họp báo với ông Zelensky ở Kiev một ngày sau cuộc gặp với ông Putin. Thủ đô Moscow vào đầu tuần này thông báo thị trưởng thành phố sẽ điều phối các biện pháp an ninh trong các khu vực của Nga. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Anh, điều này sẽ gây khó khăn cho Điện Kremlin. Theo báo cáo hôm 27 tháng 10 của Tình báo Anh, thông báo của Moscow có thể dẫn tới sự can dự sâu rộng hơn của các quan chức khu vực vào hệ thống an ninh quốc gia của Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đây là một biện pháp bổ sung để tăng sự can dự của xã hội và các quan chức địa phương khi xung đột ở Ukraine kéo dài 8 tháng. Tuy nhiên, động thái có thể sẽ gây ra khó khăn hơn cho Điện Kremlin trong việc ngăn những tác động của chiến dịch quân sự đối với xã hội Nga, theo Bộ Quốc phòng Anh. Giữa lúc có nhiều lời kêu gọi hỗ trợ khí tài quân sự cho Ukraine, một vị tướng hàng đầu của Litva hôm 26 tháng 10 tuyên bố quốc gia Baltic này không nên gửi vũ khí hạng nặng cho Kiev. Các báo cáo cho rằng tướng Valdemaras Rutsis đang đề cập đến pháo tự hành PZH-2000 do Đức sản xuất và hệ thống phòng không NASAMS do Mỹ và Na Uy chế tạo, theo hãng tin RT. Ông Rupsis đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trao đổi với truyền thông tại căn cứ quân sự gần thị trấn Pabret hôm 26 tháng 10. Chúng tôi không thể thực hiện nhiệm vụ này khi không có khả năng. Năng lực của chúng tôi đã đạt đến mức không thể chuyển giao thêm vũ khí cho Ukraine, hãng tin RT dẫn lời tướng Rupsis nói. Ông còn cho biết ông sẽ đưa ra đề xuất tương tự với các nhà lãnh đạo Litva, kêu gọi chính phủ tìm kiếm các phương thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Tuy nhiên, vị tướng thừa nhận các quốc gia NATO có thể cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev miễn là kho dự trữ vũ khí của Litva được bổ sung. Ông cũng nhắc đến nghĩa vụ đối với NATO của đất nước Baltic, giải thích rằng Litva phải trang bị pháo dã chiến, các đơn vị hỏa lực và phòng không. Các nhà chức trách ở Vilnius đang xem xét bàn giao xe pháo tự hành và các đơn vị NASAMS sau khi nhận được yêu cầu từ Kiev. Dẫu vậy, giới phân tích cảnh báo động thái này sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Litva. Đầu tháng này, Tổng thống Gitanas Nausėda nói rằng quyết định sẽ được đưa ra tại cuộc họp sắp tới của Hội đồng Quốc phòng Litva, nhưng ông không nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện. Tờ Guardian của Anh hôm 27 tháng 10 cho hay là Estonia đã kêu gọi tân Thủ tướng Anh Quốc, ông Rishi Sunak, cam kết tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 9. Trước đó, chính phủ của cựu Thủ tướng Liz Truss tuyên bố Anh Quốc sẽ tăng cường chi tiêu quân sự, chi ít nhất 52 tỷ bảng Anh để hỗ trợ quân đội. Tuy nhiên, ông Sunak dường như không có chính sách tăng chi tiêu quốc phòng từ 2 lên 3% GDP trước năm 2030 như người tiền nhiệm. Khi được đài BBC hỏi trong một cuộc phỏng vấn rằng liệu các nước NATO có nên đặt mục tiêu chi 3% GDP cho quốc phòng hay không, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết hoàn toàn có thể. Ông cũng nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một sự kiện thay đổi cuộc chơi. Được biết, Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 26 tháng 10 thông báo hoãn công bố dự thảo ngân sách sang ngày 17 tháng 11 tới, thay vì ngày 31 tháng 10 như kế hoạch ban đầu. Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt, sự trì hoãn này phù hợp với tình hình hiện nay khi nước này vừa có thủ tướng mới và chính phủ cần có thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn. Đáng chú ý, Sky News hôm 27 tháng 10 dẫn lời một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga, ông Vladimir Solovyov, nhận định là văn hóa Nga sẽ không còn tồn tại nếu nước này không chiến thắng ở Ukraine. Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dẫn chương trình Vladimir Solovyov tuyên bố là sẽ chỉ có thất bại cay đắng cho đến khi đất nước làm việc vì một điều duy nhất, đó là giành chiến thắng. Ông nói nếu không, chúng ta sẽ không tồn tại, sẽ không còn văn hóa Nga, ngôn ngữ Nga và không còn người dân Nga. Theo Sky News, Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí và đảm bảo nguồn cung cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đáng chú ý, Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã lập ra một ủy ban mới nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và cung cấp vũ khí cho quân đội Nga. Ông còn yêu cầu đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, CNN dẫn lời nguồn tin cho biết là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA
William Burns đã bất ngờ dừng chân ở Ukraine mà không báo trước để chuyển thông tin tình báo cho quân đội nước này. Ông đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tái khẳng định cam kết của Washington trong việc hỗ trợ Kiev về dài hạn. Hôm 26 tháng 10, CNN dẫn nguồn tin là một quan chức Mỹ giấu tên cho biết người đứng đầu CIA William Burns đã thăm Ukraine hồi đầu tháng 10. Trong đó, ông Burns đã củng cố cam kết của Mỹ về việc tích cực hỗ trợ Ukraine trong việc đối đầu với Nga, trong đó bao gồm nỗ lực tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo. Được biết, lần cuối cùng ông Burns đến thăm Ukraine là đầu năm nay, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Khi đó, ông đã gặp gỡ các quan chức của Kiev để thảo luận về các phương án đối phó với rủi ro an ninh. Theo truyền thông Nga RT bình luận, những chuyến thăm như vậy là minh chứng rõ ràng cho quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Ukraine trong lĩnh vực tình báo. Hồi tháng trước, Thượng nghị sĩ Virginia McWater, người đứng đầu Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ đã nói rằng, sự hợp tác chặt chẽ về thông tin tình báo với Washington đã giúp đội quân của Kiev đạt được bước tiến lớn trong các cuộc giao tranh với Nga. Ông Warner lưu ý rằng, các sĩ quan tình báo Mỹ và Anh đều đang phối hợp chặt chẽ với Ukraine. Thông tin về chuyến thăm Ukraine mới nhất của ông Burns được đưa ra giữa bối cảnh các quan chức phương Tây thường xuyên cảnh báo về khả năng Moscow triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Burns đã dội gáo nước lạnh vào những dự đoán này. Chia sẻ với CBS hồi đầu tháng 10, lãnh đạo CIA nói rằng, mặc dù ông rất quan ngại nguy cơ xung đột hạt nhân, nhưng khả năng vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai trong thời gian tới vẫn ở mức thấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin không công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông đã tuyên bố rằng Nga sẽ dùng mọi cách cần thiết để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình. Điều này có thể được hiểu là bao gồm khả năng triển khai vũ khí hủy diệt. Do đó, truyền thông và giới chức phương Tây đã dự đoán về hàng loạt nguy cơ xảy ra khủng hoảng hạt nhân. Trong khi đó, các quan chức Nga bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã cáo buộc Ukraine có khả năng sử dụng bom bẩn, một loại bom có chứa chất phóng xạ. Kiev và phương Tây đã gọi đó là thông tin sai lệch. Hôm 26 tháng 10, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhận định rằng việc phương Tây kêu gọi điều tra khả năng Iran cấp máy bay không người lái cho Nga sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, theo TASS đưa tin. Cụ thể, ông Nebenzia nói hành động yêu cầu Ban Thư ký của Liên Hợp Quốc điều tra về khả năng Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm. Từ quan điểm pháp lý, phương Tây muốn mở rộng khả năng hoạt động của Ban Thư ký và tài trợ khoản chi phí khổng lồ một cách đầy áp đặt và phá vỡ mọi quy tắc. Vị đại sứ gai gắt, chúng tôi kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc lên án hành động phá hoại hiến chương của phái đoàn các nước phương Tây, lên tiếng để đảm bảo Ban Thư ký tuân thủ điều 1001 của hiến chương và quyền hạn của mình. Ông Nebenzia cho biết phái đoàn Nga không thấy điều gì hợp pháp khi các nước nêu ra lý do cần tiến hành một cuộc điều tra về việc sử dụng máy bay không người lái Iran ở Ukraine. Moscow chỉ thấy được sự đánh giá sai lệch của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc khi đối mặt với phiên chất vấn của các nước thành viên. Vị đại sứ bức xúc, Mỹ là một bên vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhưng lại lên tiếng cáo buộc Nga vi phạm nghị quyết 2231. Ông nói thêm, Ban Thư ký cần trả lời chất vấn của các quốc gia thành viên theo quyền hạn của họ và Hiến chương Liên Hợp Quốc, chứ không phải là yêu cầu từ một số quốc gia. Theo Reuters, hôm 26 tháng 10, người đứng đầu vấn đề pháp lý của Liên Hợp Quốc đã bác bỏ lập luận của Nga rằng Tổng Thư ký Antonio Guterres không thể báo cáo với Hội đồng Bảo an về cáo buộc của phương Tây rằng việc Moscow sử dụng UAV do Iran sản xuất trong xung đột ở Ukraine vi phạm nghị quyết năm 2015 của Liên Hợp Quốc. Được biết, ông Guterres thường báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hai lần một năm, thường lệ là vào tháng 6 và tháng 12, về việc thực thi nghị quyết của Hội đồng năm 2015 liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo nghị quyết năm 2015, Iran bị áp lệnh cấm vận vũ khí thông thường đến tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, Ukraine và các cường quốc phương Tây cho rằng nghị quyết vẫn quy định các hạn chế đối với tên lửa và các công nghệ liên quan của Tehran, thời hạn kéo dài đến tháng 10 năm 2023. Lệnh cấm bao gồm cả việc xuất khẩu và mua các hệ thống quân sự tiên tiến như máy bay không người lái. Do đó, bất kỳ đánh giá nào liên quan đến việc triển khai máy bay không người lái ở Ukraine đều có thể được đưa vào báo cáo đó. Trước diễn biến trên, Nga đã nói rằng ông Guterres không được phép cử các chuyên gia của Liên Hợp Quốc tới Ukraine để kiểm tra các UAV được cho là của Iran bị bắn rơi. Tehran đã nhiều lần phủ nhận việc cấp máy bay không người lái để Moscow sử dụng ở Ukraine. Đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã cáo buộc Mỹ, Anh, Pháp và Đức vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc khi cố gắng tác động ông Guterres bằng việc gửi văn bản yêu cầu ông điều tra việc Nga sử dụng máy bay không người lái ở Ukraine. Đại sứ Mỹ Robert Wood mô tả lập luận của Nga là phi lý. Ông cho rằng Moscow đang lãng phí thời gian của Hội đồng Bảo an để đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi những hành động sai trái của mình. Trong khi đó, người đứng đầu các vấn đề pháp lý của Liên Hợp Quốc, luật sư Miguel de Serpa Suarez, nói với Hội đồng Bảo an rằng
nếu không có định hướng nào khác từ Hội đồng Bảo an. Tổng thư ký Guterres vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị các báo cáo này theo cách mà ông đã tiến hành từ trước đến nay. Được biết, để chuẩn bị các báo cáo, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cần phải đi tìm các bằng chứng liên quan. Đơn cử, từ năm 2017, họ đã kiểm tra vũ khí bị Pháp thu giữ và các mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo bắn vào Ả Rập Xê Út. Theo Reuters, các thành viên Hội đồng phương Tây có thể ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của Nga trong việc đề xuất hướng đi mới cho ông Guterres. Our world is in peril and paralyzed. Sẽ được chuyển sang tình hình các khu vực khác. Giữa lúc hai cường quốc Mỹ-Trung có nhiều mâu thuẫn, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết là Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ để tìm cách hòa hợp vì lợi ích của đôi bên. Tuyên bố được Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm 27 tháng 10 công bố. Với tư cách là các cường quốc, Trung Quốc và Mỹ nên tăng cường giao tiếp và hợp tác để giúp mang lại sự ổn định cho thế giới. Ông Tập nói tại một sự kiện của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung hôm 26 tháng 10. Hai nước liên tục có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt trong chính sách của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan, cũng như quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Mới nhất, Trung Quốc bày tỏ tức giận sau một loạt chuyến thăm của các nhà lập pháp Mỹ tới Đài Loan. Bắc Kinh khẳng định Mỹ đang gửi tín hiệu nguy hiểm đến hòn đảo. Ông Tập vừa được chọn là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 3. Trong bài phát biểu gần đây, ông lên án sự can thiệp của nước ngoài đối với Đài Loan và nhấn mạnh Trung Quốc không bao giờ từ bỏ quyền sử dụng vũ lực đối với hòn đảo. Theo Reuters, Tổng thống Joe Biden hôm 26 tháng 10 cho biết Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc và Chủ tịch Tập biết rõ điều này. Ông Tập và ông Biden dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11, nhưng chưa có thông tin chính thức về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Reuters đưa tin các ngoại trưởng Đông Nam Á hôm 27 tháng 10 đã gặp gỡ tại Jakarta, Indonesia nhằm thảo luận về cách tái khởi động tiến trình hòa bình ở Myanmar. Những tuần gần đây, thì quốc gia vốn chìm trong khủng hoảng lại tiếp tục ghi nhận nhiều vụ việc đau thương, trong đó có vụ nổ ở nhà tù lớn nhất quốc gia và một cuộc không kích ở bang Kachin. Đáng chú ý, cuộc họp của Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thủ đô Indonesia sẽ không có đại diện Myanmar tham dự. ASEAN đang dẫn đầu nỗ lực hòa bình quốc tế để khởi động tiến trình hòa bình ở Myanmar. Tuy nhiên, theo Reuters, chính quyền quân sự ở nước này không tích cực hành động để đảm bảo các cam kết đã nhất trí với ASEAN vào năm ngoái. Trong đó đồng thuận 5 điểm đề cập đến việc ngừng bạo lực, bắt đầu đối thoại hướng tới thỏa thuận hòa bình, cũng như cho phép đặc phái viên ASEAN hỗ trợ đàm phán và để các tổ chức khu vực cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Tổng thống hôm 27 tháng 10 đã ký một lá thư chấp thuận thỏa thuận phân định lãnh hải do Mỹ làm trung gian, thông tin được nhà đàm phán hàng đầu của Liban nói với báo giới. Phát biểu từ dinh tổng thống, ông Elias Bouchard nhấn mạnh sự kiện đánh dấu khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Theo Reuters, Liban và Israel ngày 27 tháng 10 dự kiến sẽ đưa ra chấp thuận cuối cùng cho một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian phân định lãnh hải giữa hai nước. Thỏa thuận được cả ba bên ca ngợi là thành tựu lịch sử sẽ được ký kết riêng ở Liban bởi các quan chức nước này và Jerusalem bởi Thủ tướng Israel Yair Lapid. Các nhà đàm phán sau đó sẽ tập trung tại căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nakhchivan thuộc Liban cùng với các quan chức Mỹ. Tại đó, Mỹ sẽ chính thức công bố thỏa thuận có hiệu lực. Tiếp đến, Liban và Israel sẽ đệ trình tọa độ biên giới mới của hai nước cho Liên Hợp Quốc. Liban và Israel không có quan hệ ngoại giao, hoạt động tuần tra khu vực biên giới giữa hai bên hiện do lực lượng của Liên Hợp Quốc đảm nhiệm. Tranh chấp giữa hai nước diễn ra khi biên giới trên biển phía Bắc mà Israel tuyên bố chồng lấn biên giới phía Nam của Liban. Vào năm 2020, Israel và Liban đã nối lại tiến trình đàm phán với vai trò trung gian của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gặp bế tắc do liên quan đến vùng biển giàu tài nguyên nằm trong khu vực tranh chấp. Theo hãng tin Reuters, trong một thông báo trên Telegram vào hôm 26 tháng 10, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng tại một đền thờ thuộc thành phố Shiraz của Iran. Theo Reuters, các báo cáo trước đó của Iran cho thấy có 3 tay súng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, thông báo trên Telegram của IS cho biết vụ việc chỉ do một người thực hiện. Hiện tại, các cảnh sát Iran đang thẩm vấn nghi phạm nhưng từ chối cho biết các chi tiết liên quan. Vụ xả súng lần này càng khiến căng thẳng leo thang tại Iran sau khi biểu tình lan rộng ở nước này sau cái chết của cô gái Mahsa Amini. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tuyên bố đáp trả thích đáng những kẻ đứng sau vụ tấn công. Bạo lực bùng phát ở Bolivia hôm 26 tháng 10 khi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vì đã trì hoãn cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2023. Theo Reuters, người dân Nam Mỹ cho rằng quyết định của chính phủ làm suy yếu ngân sách khu vực. Cảnh sát chống bạo động đã được gọi đến hiện trường sau một cuộc biểu tình ở thủ đô La Paz. Khi người biểu tình bắt đầu đốt pháo và cảnh sát bắn hơi cay đáp trả. Nói với Reuters, người dân yêu cầu chính phủ thực hiện điều tra dân số quốc gia vào năm 2023 vì trì hoãn đến năm 2024. Chúng tôi muốn một cuộc sống chất lượng hơn, cuộc điều tra đều được tiến hành 10 năm một lần.
Nếu không diễn ra cuộc điều tra, sẽ không có tiến bộ y tế và giáo dục. Các thành phố sẽ gia tăng dân số, nhưng các phát triển về y tế, giáo dục, đường xá lại bị trì trệ, một người biểu tình chia sẻ với Reuters. Bolivia là quốc gia nằm kín trong lục địa ở trung tâm Nam Mỹ. Nước này có biên giới với Brazil ở phía Bắc và phía Đông, Paraguay và Argentina ở phía Nam, giáp với Chile và Peru ở phía Tây. Một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Quản trị của Samsung Electronics hôm 27 tháng 10 đã bổ nhiệm ông Lee Jae-yong làm chủ tịch điều hành. Việc ông Lee, người được coi là thái tử của Samsung, trở thành lãnh đạo tập đoàn đã được dự kiến từ lâu, nhưng bị trì hoãn sau các cuộc điều tra tham nhũng khiến ông hai lần phải ngồi tù. Theo Reuters, việc bổ nhiệm ông Lee diễn ra giữa lúc đế chế Samsung phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh doanh khi nhu cầu công nghệ trên toàn cầu giảm mạnh. Ngay trong ngày ông Lee được thăng chức, tập đoàn Samsung công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 3 năm 2022. Theo đó, lợi nhuận của các khổng lồ công nghệ giảm mạnh và sự phục hồi trong nhu cầu công nghệ có thể chưa diễn ra cho đến nửa năm sau. Được biết, ông Lee Jae-yong, 54 tuổi, cháu nội của người sáng lập tập đoàn Samsung, bắt đầu làm việc cho công ty này từ năm 1991. Ông được thăng chức phó chủ tịch vào năm 2012. Theo báo cáo tài chính quý 3 công bố vào sáng 26 tháng 10 theo giờ Việt Nam, doanh thu của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã không đạt kết quả như ước tính của phố Wall. Theo Reuters, các nhà quảng cáo thời gian qua đã cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Trong khi đó, kết quả doanh thu càng làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các hợp đồng quảng cáo tương lai. Tuần trước, Snap, một đối thủ nhỏ hơn của Google, đã công bố doanh thu và con số này vẫn thấp hơn dự kiến. Điều này càng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, vốn xóa sổ 40 tỷ đô la Mỹ vốn hóa thị trường trong lĩnh vực công nghệ, theo Reuters. Theo báo cáo tài chính quý 3, doanh thu quảng cáo của Google đạt 54,48 tỷ đô la, tăng nhẹ so với 53,13 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái, nhưng con số này vẫn thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà phân tích. Ruth Porat, giám đốc tài chính của Alphabet cho biết, trong một thông cáo báo chí, chúng tôi đang làm việc để sắp xếp lại các nguồn lực nhằm thúc đẩy các ưu tiên tăng trưởng cao nhất của chúng tôi. Công ty mẹ Google công bố doanh thu 69,09 tỷ đô la, lợi nhuận ròng đạt 13,9 tỷ đô la, giảm 27% so với cùng kỳ 2021 và thấp hơn nhiều so với dự báo 16,9 tỷ đô la của các chuyên gia phố Wall, theo dữ liệu từ Fastset. Jesse Cohen, nhà phân tích cấp cao tại Investing.com nhận định, lợi nhuận của Google sụt giảm trong quý này chứng tỏ rằng họ không tránh khỏi những thách thức mà ngành quảng cáo kỹ thuật số phải đối mặt. Theo Reuters, thông tin từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc ngày 24 tháng 10 cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, GDP của Trung Quốc tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với GDP 6 tháng đầu năm. Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính theo quý, GDP Trung Quốc tăng trưởng 4,8% trong quý 1, 0,4% trong quý 2 và 3,9% trong quý 3. Các chuyên gia kinh tế cho rằng mặc dù phải ứng phó với nhiều yếu tố bất ngờ như môi trường quốc tế, đại dịch COVID-19 và thời tiết khắc nghiệt, các chỉ số kinh tế chính vẫn duy trì xu hướng phục hồi nhờ vào các biện pháp hỗ trợ của chính phủ. Đặc điểm của các biện pháp này là có thể áp dụng nhanh và được triển khai đúng mục tiêu. Trên thực tế, nhiều chính sách đã được thông qua và thực hiện trong quý 2. Nền kinh tế đã ổn định và phục hồi trong quý 3, cho thấy các chính sách đã phát huy tác dụng. Có thể kỳ vọng tác động của các chính sách đến tăng trưởng kinh tế sẽ rõ ràng hơn và trở thành động lực mạnh mẽ để kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng theo biên độ thích hợp. Theo Reuters, với số liệu tăng trưởng của quý 3, bức tranh kinh tế Trung Quốc có vẻ sáng sủa hơn so với toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh vẫn cần thận trọng do bối cảnh quốc tế vẫn đang phức tạp và có nhiều chuyển biến khó lường. Mặc dù vậy, chuyên gia kinh tế Vũ Sa cho rằng hiện giờ Trung Quốc đã có kinh nghiệm đối phó với các cú sốc từ bên ngoài. Nếu các chính sách được triển khai như giai đoạn đầu thì kinh tế Trung Quốc vẫn có động lực để duy trì tăng trưởng theo biên độ riêng. Ông Vũ Sa nhận định thêm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Quốc tế. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.